Xin chào các bạn Trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách sai chữ trong quật Để sai chữ trong quật á Thì trong video này tôi sẽ chia ra làm hai trường hợp Trường hợp đầu tiên là Sai chữ trong bảng Và trường hợp số 2 là Sai chữ bình thường Rồi bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho bạn trường hợp đầu tiên Tức là sai chữ trong bảng Giả sử như ở đây Tôi có một bảng dữ liệu Bây giờ tôi muốn là xoay nội dung của dòng tiêu đề Thì tôi sẽ làm như sau Đầu tiên á Tôi sẽ quét chọn vào dòng tiêu đề tiếp theo ở đây tôi sẽ vào tab layout và chọn vào mục là text direction. Đó, bây giờ tôi sẽ chọn vào thì lúc này các bạn thấy này nội dung chữ á nó sẽ lọc qua bên trái. Tôi chọn vào một lần nữa thì lúc này á nó sẽ lọc qua bên phải. Rồi bây giờ tôi sẽ chọn vào một lần nữa thì nó quay về lúc ban đầu. Đó tùy các bạn nha. Nếu mà các bạn chúng ta muốn lật chữ qua bên nào thì các bạn chúng ta sẽ chọn tương ứng nha. Đây là cách đầu tiên. Tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách thứ hai. Bây giờ tôi sẽ quét chọn vài dòng tiêu đề. Tiếp theo ở đây, các bạn chúng ta sẽ bấm phải chuột vào nó và chọn vào dòng là Telegram. Thì lúc này á, một hộp thoại Telegram nó sẽ xuất hiện. Rồi ở cái mục là Orientation này. Nếu mà các bạn chúng ta muốn xoay nội dung qua bên phải á, thì các bạn chúng ta sẽ chọn kiểu này. Thì lúc này chữ sẽ xoay qua phải. Còn nếu mà các bạn chọn kiểu này thì nó sẽ xoay qua bên trái. Rồi đây Tôi muốn là xoay bên phải tôi sẽ chọn kiểu này Bấm vào OK Đó Đây là hai cách để bạn có thể là xoay chữ chân bản Tiếp theo chúng ta sẽ qua trường hợp số 2 Là xoay chữ bình thường Đối với chữ bình thường á Thì chúng ta không thể nào mà xoay được Muốn xoay được chữ á Thì bắt buộc các bạn chúng ta phải viết nội dung vào text box hoặc là Word on Thì khi đó các bạn chúng ta mới xoay được nội dung chữ rồi bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cụ thể cách làm. Đầu tiên á, tôi sẽ hướng dẫn cho bạn sử dụng text box để có thể là xoay chữ. Thì cách làm như sau này, và tab insert. Sau đó ở đây, các bạn chúng ta sẽ chọn vào shape. Sau đó ở đây, các bạn chúng ta sẽ chọn vào text box này, kẻ một không. Tiếp theo, các bạn chúng ta sẽ viết nội dung chữ vào. Ví dụ như ở đây tôi sẽ viết nội dung là blog kiến thức tin học. Rồi sau đó ở đây tôi muốn là xoay nội dung này thì tôi sẽ chọn một text box này các bạn để ý ở phía trên nó có mũi tên xuyên ngược này các bạn chúng ta sẽ giữ chuột trái đó, các bạn chúng ta sẽ xoay một góc nào mà các bạn muốn đây là góc mà tôi muốn rồi thì tôi sẽ dừng lại tuy nhiên ở đây á text box nó có màu nền và khung viền bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách sắm màu nền và khung viền của text box thì cách làm như sau này chọn vào text box và text format để xóa màu nền đó Chúng ta sẽ chọn vào shop Tiếp theo ở đây Các bạn chúng ta sẽ chọn no fin Thì lúc này á Nó sẽ mất màu nền Tiếp theo Các bạn chúng ta muốn xóa màu viền á Thì chúng ta sẽ vào shop online Chọn no Outline Thì lúc này á Nó sẽ mất màu viền Đó Lúc này nội dung Chữ nó sẽ xoay Còn nếu mà các bạn chúng ta muốn xoay một góc có trước á Thì các bạn chúng ta sẽ chọn vào text box này Và tab format Tiếp theo ở đây các bạn chúng ta sẽ chọn crop Xoay sáng phải 90 độ Xoay sang trái 90 độ này Lật dọc này Lật ngang này Rồi các bạn muốn xoay bao nhiêu độ Thì các bạn chúng ta sẽ chọn vào More rotation option, option Sau đó ở đây các bạn chúng ta sẽ nhập góc Mà chúng ta muốn xoay Giả sử như đây Tôi muốn là xoay Sang phải là 30 độ này Thì tôi sẽ nhập 30 độ Ở Rotation Ok này. Và lưu ý nha Nếu mà các bạn chúng ta nhập số dương á thì nó sẽ xoay qua bên phải còn bạn nhập số âm á thì nó sẽ xoay qua bên trái đó, tùy các bạn nha cách thứ hai để tạo text box á các bạn chúng ta sẽ vào tab insert này chọn text box ở đây sau đó ở đây chọn vào drag text box kẻ rồi viết nội dung rồi tương tự các bạn có thể là làm mất màu nền của text box này và sắp mất màu, viền thì vào sao outline. Đó, sau đó các bạn chúng ta có thể là xoay nội dung chữ. Đó là cách sử dụng text box để xoay chữ. Tiếp theo, tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách sử dụng Word on để xoay chữ này, chọn một Word on. Chọn một kiểu mà các bạn muốn. Sau đó ở đây các bạn chúng ta sẽ viết nội dung. Thì mặc định của Word on á nó sẽ mất màu nền cũng như là mất màu viền Bây giờ các bạn chúng ta sẽ chọn vào mũi tên để chúng ta xoay mà thôi đó, Tương tự đây Các bạn cũng có thể là vào rod để chúng ta xoay nha Rồi giả sử như đây này Tôi muốn là tên khách Nó hiển thị chéo chéo Thì đây này tôi sẽ tiến hành là Cho cái chữ quay về mặc định lúc ban đầu Rồi bây giờ tôi chỉ cho là tên khách hàng á Nó hiển thị chữ chéo, chéo thì tôi sẽ làm như sau này ở đây tôi sẽ viết là tên khách hàng tên khách thôi đó tôi kéo lên rồi cho chữ động thì các bạn thấy lúc này á chữ nó sẽ xoay nha đó. rất là đơn giản đó như vậy là trong video vừa rồi tôi vừa hướng dẫn cho bạn hai trường hợp để bạn có thể là xoay chữ trong cuộc Nếu thấy video hay, hữu ích thì bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem. Cảm ơn bạn đã theo dõi.